Bài thơ Viếng ức trai, tác giả Phù Sa, ngâm thơ Bùi Thị Nguyệt. Đây Côn Sơn, một lần tôi đến viếng, nghe gió rì rào rừng thông tiếng du ca. Cứ trong veo dòng suối chảy hiền hòa, bàn cờ đá ngỡ tường đâu bóng ức trai và thế trần. Nền nhà xưa treo leo chốn thâm sơn thủy tận, làm bạn với trúc thông cả dấu ấn thi ca. Nỗi oan xưa như bão táp mưa xa, 600 năm một tâm hồn vẫn bao la tỏa sang. Nhớ Nguyễn Trãi câu chuyện xưa cay đắng, dòng tố lệ chi viên giáng xuống cuộc đời. Nỗi oan khiên ba họ phải đầu rơi, loài rắn độc thẹn thay khi nghe Bình Ngô đại cao. Lòng ghét ghen còn tệ hơn cường bạo, đố kỵ xá gì đến lẽ đạo nhân tâm. Vượt lên trước thời gian, người đã hóa thánh thần. Chiếc lá rụng càng được về gần với đất. Chuyện hôm qua hôm nay rất thật, hương khói ngàn đời càng không mất cả ngàn sau. Phú Thị, ngày 16 tháng 9 năm 2020, tác giả Phù Sa. Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý bạn.